Đấy, tiếp theo các bạn làm việc với chữ trong After Effects. Để nhập chữ trong After Effects thì các bạn khởi động After Effects lên. Sau đó mình sẽ new một cái project là một new một cái composition mới. Composition mới, các bạn có thể vô menu composition này, new này. Hoặc là các bạn có thể bấm ở cái góc ở phía dưới này cũng được. Bấm vào cái biểu tượng composition này. Composition tức là mình sẽ tạo ra một cái bố cục để sắp xếp ha. Ví dụ đây các bạn sẽ đánh tên là Flex. Cái phần reset này giống như lần trước thầy nói á, tức là mình sẽ chọn các cái định dạng cho video, có thể sử dụng NTSC, DV ha, hoặc là hệ Pan DV, tùy vào cái công việc của mình mà bạn có thể chọn cái định dạng video nào. Hoặc là HD TV không, hoặc là những cái định dạng chuẩn phim khác. Thì nói tóm lại là tùy vào cái công việc của mình mà mình sẽ lựa chọn cái định dạng phim nào. Rồi phía dưới này là cái kích thước khung hình, cái tốc độ khung hình, tốc độ trình chiếu khung hình. Thì mặc định của hệ pan là 25 hình trên giây. Nếu như bạn dùng NTSC thì nó sẽ là 29.97 khung hình trên giây, đúng không? Đây là cái độ rộng, chiều cao của cái khung hình. Cái độ phân giải resolution thì các bạn để full tức là đầy. Và nếu bạn chọn half tức là 1 phần 2, third 1 phần 3, quarter 1 phần 4. Không? Cái này thì tùy vào cái, nếu máy các bạn mạnh thì mình để full, máy yếu yếu thì mình làm mình để half thôi, lát cuối cùng mình có thể chỉnh lại được. Nói chung cái này các bạn có thể thay đổi được ở trong cái phần chỗ này. Cái duration là cái độ dài của cái đoạn biên tập mình muốn biên tập trên cửa sổ timeline này, là cái phim của mình nó dài khoảng bao bao nhiêu. Ví dụ đây thầy để là 3 giây. Đó. Thì đây các bạn biết là giờ này, rồi đến phút này, rồi đến giây này, đến khung hình này, đúng không? Thì là cái số này nó sẽ chạy liên tục. Còn cái background color tức là cái background cho phim thì mặc định nó màu đen. Các bạn không thích thì ta nhấp vô mình có thể đổi cái màu khác. Ok. Rồi bây giờ bạn muốn nhập chữ trong After Effects mà mình không phải lấy chữ bên Photoshop qua thì các bạn trên cái thanh Property này, các bạn có cái biểu tượng chữ T, các bạn nhấp vô chữ T, sau đó bạn nhấp vô cái màn hình, nhấp vô màn hình, các bạn đánh, nếu đánh chữ hoa thì bạn bật phím Catalog lên, còn bên này cho phép bạn chọn các cái kiểu phông trong cái phần bảng character này. Các bạn chọn những cái kiểu phông mà mình muốn ha, rồi kiểu nghiêng, tone gì đó thì tùy vào cái định dạng phông mà bạn sẽ có được những kiểu chữ này. Cái này là cỡ chữ tức là size cỡ chữ, rồi khoảng cách giữa các từ đó, stroke là nét. Bây giờ mình cứ đánh chữ đi đã. Bây giờ mình đánh chữ ví dụ mình đánh chữ chim sáo. Khi đánh xong bạn bấm về cái công cụ selection để kết thúc lệnh, thì có thể bạn sẽ bị cái trường hợp một cái giấy đỏ như thế này và màn hình màu đen. Tức là đây các bạn lưu ý là bạn đang bật cái chế độ là catalog, nó nói bạn re cái catalog đi, tức là mình tắt cái phím catalog đi, thì mình tắt phím catalog đi thì nó sẽ trả lại bình thường. Thì cái size này mình có thể chỉnh lớn nhỏ, các bạn có thể thay đổi cái phông chữ hoặc là mình bấm một cái góc này mình kéo lên cũng được ha, kéo lên cũng được. Thì cái chỗ này là khoảng cách của các từ. Nếu bạn dùng nét thì chỗ này nó có cái nét chữ. Ở cái phần phía dưới này có phần layer và các bạn bấm vô cái mũi tên
cái tam giác này này, bấm vào đây các bạn sổ xuống, có phần test này. Bấm sổ test, các bạn sẽ có cái phần sụp test, sụp test. Ở trong phần sụp test này, các bạn có thể tạo các cái hoạt cảnh cho nó. Ví dụ như mình muốn tạo ra cái chữ nó thay đổi, các bạn bấm vô cái biểu tượng animation, bấm vô biểu tượng animation này, nào, để nó tạo cho mình một cái frame tại thời điểm 0 giây. Rồi đến thời điểm là 1 giây, à, ví dụ 1 giây. Đó, 1 giây. Các bạn muốn điều chỉnh lại cái bảng này thì mình bấm vào cái menu con này, các bạn vô composition setting. Các bạn thay đổi lại chỗ này. Đúng không? Thay đổi chỗ này. Thay đổi chỗ này. Ok. Ở đây mình muốn lên 1 giây, các bạn đánh chưa đây 1 giây. Nó sẽ nhảy tới đúng cái vị trí 1 giây. Và mình dùng công cụ chữ T, các bạn bôi đen cái chữ này đi, bạn đánh chữ khác. Đó. Đánh chữ khác kết thúc lại. Rồi, nếu bạn muốn thay đổi tiếp, ví dụ là mình muốn lên đây 1 giây, giờ mình lên 2 giây đi. Enter thì nó nhảy tới 2 giây. Mình đánh chữ. Đúng không? Rồi tương tự đến 3 giây chẳng hạn, mình nhập vô đây là 3 giây. Hơi quá đúng không? Cho nó bớt lại khoảng 3 giây 9 thôi. Đây các bạn đánh chữ. Ví dụ vậy. Tắt phím cắt lóc đi. Thì lúc này các bạn có một cái short test nó sẽ chạy như vậy. Mình coi lại chỗ này ha. Cái frame số 1 thì mình đặt chỉnh này. Rồi. Các bạn muốn quay lại đúng cái frame này. Nếu bạn để cái thước này nó sợ nó không đúng thì các bạn bấm vào cái tam giác ở đây này. Cái này là next frame ha. Cái này là review frame. Như bạn muốn tới thì next frame này. Không? À, bỏ bớt chữ này đi. Thì đánh chỗ này cũng giống như bên guộc thôi, không có gì hết. À, thì bạn có được cái hoạt cảnh như vậy. Nó nhảy từng chữ một. Nếu bạn muốn đổi màu, ví dụ bạn muốn đổi màu ở cái chữ chim, chữ sáo đi. Các bạn nhảy cái frame này tới cái chữ frame số 1 này, đúng không? Bạn bấm 1. Sau đó bạn nhấp vô trong cái bảng này này, cái bảng fill này. Ví dụ màu đang màu trắng thì bạn đổi cái màu đỏ chẳng hạn. Ok, không? Tương tự, bạn muốn cái chữ ngày này đổi thành màu khác thì bạn bấm vào đây. Đúng không? Rồi, tương tự bạn muốn tiếp theo nhảy tiếp, ví dụ chữ xưa bạn muốn đổi màu thì bạn nhảy tới cái frame của chữ xưa. Rồi các bạn đổi cái màu khác. Ví dụ vậy, thì lúc này bạn sẽ có được cái hoạt cảnh đổi màu. Đúng không? Đó. Rồi ngoài ra đây là các bạn đang dùng cái suột test ha. Đang làm việc với suột test này. Nếu bạn muốn làm việc cao hơn chút nữa thì mình sẽ dùng cái animation. Ammeter này, các bạn vào cái tam giác của ammeter này, trong này nó rất nhiều các hiệu ứng cho chữ này. Các bạn bấm vào đây. À, mình là rất là nhiều thứ hơn nên mình làm quen với cái thằng fill color này trước. Các bạn chọn cái hệ RGB đi. RGB. Thì trong cái khi bạn chọn RGB thì bạn bấm sổ xuống cái thằng animator 1 này. Có array này, có fill này, đúng không? Có biểu tượng có cái
tạo animation này, chỗ này là màu đúng không? Vâng. Màu. Bây giờ bạn muốn đổi màu. Ví dụ mình quay trở lại cái frame đầu tiên đi, frame số 1. Ở đây tại cái thời điểm này bạn bấm vô cái đồng hồ trước mục Fill Color và bạn kéo timeline. Ví dụ ở cái chỗ này mình cho nó màu trắng đi, đúng không? Và kéo timeline về cuối thôi, mình chỉ cần frame đầu, frame cuối thôi. Ở đây bạn đổi thành màu xanh chẳng hạn. Xanh hả? Thì bạn sẽ có một cái chuyển màu từ trắng tới xanh. Các bạn thấy nó sẽ chuyển sang từ trắng tới xanh. Vậy thì mình làm ngắn ngắn thôi, ví dụ tới 1 giây. Tới chỗ này là màu xanh này. Tới 2 giây thì mình sẽ đổi sang màu màu đỏ đi. Tới 3 giây thì mình đổi sang màu vàng. Thì lúc này các bạn thấy cái animation của chữ của màu chữ nó sẽ tự chuyển màu cho mình. Nó sẽ chuyển giống dạng sáp, nó mềm hơn. Đúng không? Nó mềm hơn so với mình làm với cái thằng suộc test này. Các bạn thấy thằng suộc test này. Cái màu suộc test thì nó sẽ dịch dịch hơn là cái màu trong cái thằng này. Thì lúc này bạn thấy nó chuyển rất là mềm. Thì lưu ý cho thầy muốn làm tóm lại cái chỗ này là gì? Thứ nhất là mình muốn tạo các cái chữ thay đổi, ví dụ từng chữ một á, thì các bạn bấm cái animation của thằng suộc test này, đúng không? Tạo cái đồng hồ, xong rồi tới cái thời điểm, ví dụ 1 giây thì mình đổi chữ khác, 2 giây mình đổi chữ khác, không? Rồi tiếp theo mình muốn thay đổi màu cho chữ thì các bạn bấm vô cái thằng animation này, các bạn chọn fill color và bật cái thằng RGB lên. Thì khi đó trong cái chỗ này các bạn sẽ bật cái biểu tượng đồng hồ lên. Tại cái thời điểm nào đó mình bật cái đồng hồ lên và mình sẽ thay đổi cái màu, đúng không? Và cứ đến một cái thời điểm nào đó mình lại thay đổi một cái màu. Đó, thì mình sẽ có được một cái chuyển màu như vậy. Hiểu ý không? Rồi sau đó mình muốn xuất phim ra thì giống như những cái bài trước thôi, các bạn sẽ vô thằng menu composition này. Các bạn chọn thằng pre render. Rồi các bạn sẽ xuất cái file này ra. Xuất file này, nhấn vào render view là nó xuất ra. Còn cái chỗ output này mình sẽ chọn cái đường dẫn. Các bạn muốn xuất ra desktop thì mình sẽ chọn desktop, đặt tên cell, rồi nhấn vào render thì nó sẽ chạy thôi. Thì khi đó các bạn xuất xong thì mình sẽ có được cái video như thế này. Các bạn có thể bật lên mình xem. Thì cái này các bạn có thể đưa qua reviewer hoặc là làm những cái việc khác. Thì đây chỉ là những cái cơ bản thôi. Đây là chỉ là những cái cơ bản để giúp các bạn làm quen với cái công cụ đánh chữ trong After Effects. Thì chữ T là đánh chữ bình thường giống như tất cả các phần mềm khác. Bên này là chọn phông, kiểu chọn phông ha, kiểu phông, màu cho chữ đúng không, cỡ chữ và khoảng cách chữ. Nếu bạn dùng outline, ví dụ ở đây bạn muốn có cái nét viền, bây giờ mình sẽ chọn cái màu viền đi, ví dụ thầy chọn màu viền màu xanh này đi ha, để cho cái nét viền nó lớn lên đúng không, to quá. Màu khác đi cho dễ thấy, đỏ đi đúng không? Thì lúc này các bạn sẽ thấy được cái nét viền này. Nét viền cho chữ này. Thì mình sẽ dùng cái nét viền ở đây này, không? Nét viền này, cỡ chữ này, khoảng cách chữ này, cái này là màu màu viền đúng không? Đây là màu chữ này. Đó. Chọn phông này. Thì đơn giản thôi, không có gì phức tạp hết. Rồi nha.